Xin chào mọi người. Trên giao diện của anh UI 6.1, mọi người không chỉ có thể thiết kế nhạc chuông từ một bài nhạc bất kỳ mà còn có thể gán nhạc chuông cho từng số điện thoại riêng biệt trong danh bạ. Rất là hay đúng không? Và bây giờ hãy cùng khám phá nhé. Đầu tiên mọi người sẽ mở danh bạ lên và mọi người sẽ chọn một cái danh bạ bất kỳ mà mình muốn thao tác. Mình sẽ tìm thử một danh bạ nha. Đây. Rồi, sau đó mọi người để ý ở bên góc phải phía dưới nè, nó có cái nút ba chấm, mọi người nhấn vào. Và mọi người sẽ chọn cái mục là thay đổi nhạc chuông hoặc rung. Đây. Sau đó mình sẽ chọn nhạc chuông trước nha. Đó. Ở đây mọi người sẽ có rất là nhiều nhạc chuông nè. Nhạc chuông mặc định nè. Rồi những nhạc chuông khác nè. Đó, mọi người có thể chọn. Phía trên thì mình sẽ có cái nút âm lượng, mọi người có thể kéo lên hoặc là kéo xuống tùy. Hoặc nếu mọi người không thích những cái nhạc chuông mặc định của Samsung thì mọi người có thể thêm những cái bài nhạc từ bên ngoài vào bằng cách là mọi người nhấn vào cái dấu cộng ở bên góc phải phía trên nè. Nhấn vào đây. Sau đó mình sẽ chọn một bài nhạc. Ở đây mình sẽ thử chọn lại một bài nha. Đó. Sau đó mình nhấn hoàn tất nè. Đó, như vậy là xong. Nhạc chuông của mình đây mọi người. Nó sẽ khác biệt nha. Để kiểm chứng mình sẽ mở một cái danh bạ khác cho mọi người xem nè. Đây, một cái danh bạ khác. Sau đó mình sẽ vào cái phần nhạc chuông mình xem nè. Nó mọi người thấy không? Đây nó sử dụng nhạc chuông mặc định nè. Thay vì nhạc chuông lúc nãy là của mình là nó là cái tên khác nha. Đây, mình mở lại cái số điện thoại của mình mới vừa thay đổi nhạc chuông nè. Đó. Nó sẽ có sự khác biệt. Đây là nhạc chuông mình đã đổi và cái số điện thoại kia nó sử dụng nhạc chuông mặc định. Như vậy khi gọi vào hai cái số điện thoại này á thì đương nhiên nhạc chuông nó sẽ khác nhau. Mọi người có thể dễ dàng phân biệt được người gọi luôn, thậm chí không cần nhìn vào màn hình. Rất là tiện lợi. Bên cạnh việc cho phép thay đổi nhạc chuông á thì mọi người có thể thay đổi kiểu rung luôn. Tại vì nó có tên là thay đổi nhạc chuông và rung mà. Đây. Mọi người thay vì chọn nhạc chuông thì lúc này mọi người sẽ chọn rung báo cuộc gọi. Đó, đây mọi người sẽ có kiểu mặc định nè. Rồi, kiểu short nè, kiểu medium nè, vân vân. Nó rất là nhiều kiểu rung, tha hồ cho mọi người rung luôn. Ngoài ra thì mọi người sẽ có thêm một số tùy chọn khác. Ví dụ như là sửa nền cuộc gọi nè. Đó, mọi người có thể sửa hình nền của cái giao diện cuộc gọi bằng cách là sử dụng những cái hình nền mặc định của Samsung nè. Đó. Ví dụ thử nè. Mọi người sẽ kiểm tra lại. Đó, mọi người thấy không? Đây. Hình nền khi mọi người sử dụng hình nền mặc định nè. Rồi, đương nhiên mọi người có thể sử dụng những cái hình nền do mọi người tự chụp. Ví dụ mình có chụp thử nè. Đó. Ở đây video quá dài cho nên nó không hỗ trợ nha. Mình phải cắt bớt rồi nó mới chấp nhận. Mình nhấn nút cắt luôn. Rất là tiện lợi nha mọi người. Đó, hoàn tất. Rồi mọi người chỉ việc chờ tí xíu cho quá trình cắt video hoàn tất là xong. Đây mọi người, mình đã có một cái giao diện cuộc gọi với một cái video tùy chỉnh. Rồi, đặt làm nền cuộc gọi luôn. Đó, bây giờ mọi người có thể kiểm tra lại nè. Sửa nền cuộc gọi nè. Đó, mọi người nhấn vào. Khi gọi đến nó sẽ xuất hiện một cái hình nền thế này. Rất là đẹp đúng không mọi người? Có thể là đặt âm thanh của video luôn, làm nhạc chuông luôn. Ồ, rất là tiện lợi luôn nè. Nhấn vào đây. Đó. Khi gọi lại thì nó sẽ tự động nó lấy cái hình nền này và cái âm thanh này làm cái nhạc chuông. Và cái phần thay đổi hình nền cuộc gọi á thì nó sẽ áp dụng chung cho tất cả các số điện thoại luôn nha mọi người, chứ không phải riêng gì số điện thoại mà mình vừa chọn. Đây mình sẽ thử mở số điện thoại khác nè. Sau đó mình vào sửa nền cuộc gọi nè mọi người. Đó. Nó sẽ áp dụng hết chứ không có áp dụng riêng cho từng cái số điện thoại. Nó chỉ áp dụng riêng khi cái phần âm thanh nè mọi người. Tức là khi mọi người chọn đặt âm thanh video làm nhạc chuông á thì nó sẽ tự động nó hiểu cho cái số điện thoại mà mọi người thao tác thôi. Còn mọi người muốn làm số điện thoại khác á, thì mọi người phải đặt tiếp như thế này. Sau cùng thì mọi người có thể thiết lập các phương thức gọi video bằng cách là nhấn vào cái biểu tượng ba chấm ở góc phải phía dưới nè. Sau đó mọi người chọn cái phương thức gọi video. Và ở đây nó sẽ có ba cách cho mọi người chọn. Thứ nhất là sử dụng cái giao diện Meet nè. Meet là một cái phần mềm mà hội thoại trực tuyến của Google. Hoặc là sử dụng chức năng gọi video mặc định của Samsung nè. Và cái lựa chọn thứ ba là lựa chọn luân hỏi, tức là khi có cuộc gọi video á thì nó sẽ tự động nó xuất hiện thông báo, nó hỏi mọi người coi là chọn một trong hai phương thức trên. Hy vọng mọi người sẽ thích video này. Nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo.